Xin chào các bạn, xin chào bà con. Hôm nay làm cái video chơi cái mini game, cái chương trình tặng chim, tặng le le, tặng trứng ruồi và trứng dế cho bà con. Cái phần quà là trị giá 2 triệu đồng. Thì trước khi vào cái video, cái nội dung chính thức á, thì mình xin nhắc lại với các bạn, với bà con nào chưa biết cái cách chăm sóc con chim chích cồ con, thì mình nhắc sơ để khi bà con nhận được cái phần quà xong rồi về quay lại hỏi tôi cái cách nuôi như thế nào, cái cách chăm sóc ra làm sao. Đây là những con chim chích cồ non tầm khoảng 15 đến 20 ngày tuổi đó, mình đang nuôi ở trong cái lồng nhỏ đang ấm và đang cho hai cái con chích vú nuôi nó nuôi. Những thức ăn chính của con chim chích cồ gồm thức ăn chính là thức ăn khô. Lúc nhỏ thì mình cho nó ăn bằng cám công nghiệp, cám gà con, cái loại hạt nát. Các bạn có thể là bóp vô nước cho nó mềm ra, cho nó mềm cho con chim chích nó dễ nuốt, dễ ăn, nó không bị mắc nghẹn. Có thể các bạn trộn cho nó dẻo dẻo gì đó. Và thứ hai là cái mồi tươi. Mồi tươi ở đây là tôi cho nó ăn ruồi lính đen, cho ăn cái ruồi lính đen, ấu trùng ruồi lính đen đó các bạn, ấu trùng ruồi lính đen. Nếu các bạn không có thì các bạn có thể cho nó ăn con dế. Con dế với mèn thái bây giờ đó các bạn, ở tiệm chim, tiệm cá cảnh nó bán rất là nhiều dế mèn thái. Nếu mà không có dế mèn thái thì cho ăn tôm tép. Còn nếu mà không có tôm tép thì các bạn có thể bầm thịt heo, thịt gà cho nó ăn cũng được. Cào cào, châu chấu hay là những cái con côn trùng khác nó ăn vẫn được đó, chứ không nhất thiết là phải cho ăn con ruồi lính đen giống như của tôi như vậy. Các bạn hãy lưu ý nha. Có những bạn hỏi là tôi muốn nuôi mà tôi không có ruồi lính đen làm sao nuôi được. Còn ở chỗ bạn, tôi mua con giống của bạn về, bạn cho nó ăn ruồi lính đen rồi tôi cho nó ăn những cái thức ăn khác nó không ăn rồi sao? Có đó là những cái câu trả lời, những cái câu hỏi mà của các bạn hay hỏi mình. Thì nếu mà không, trường hợp mà không có những cái con ruồi, những cái con dế và những cái mồi tươi đó thì các bạn vẫn cho nó ăn cám công nghiệp được, chứ không phải là không được nha. Ở đây mình cho nó ăn ba loại. Và cái thứ hai, thứ ba nữa, cái thứ ba của cái thức ăn con chim chích cồ nữa là rau xanh. Rau xanh ở đây là tôi cho nó ăn lục bình đó. Lục bình các bạn bẻ đi cái phần rễ nó, phần rễ đen của nó bẻ nó đi để phần rễ non lại, cái phần thân non lại là nó tự mổ, nó tự xé nó ăn, không cần phải băm, không cần phải sắc mịn ra, không cần phải băm ra đâu. Và nếu các bạn không có lục bình, các bạn có thể là cho nó ăn năng, ăn giá hoặc là rau xanh, loại nào mềm mềm á là nó sẽ ăn. Nếu mà không có lục bình, không có rau xanh thì các bạn cho ăn những cái loại đó không, hoặc là các bạn có thể bào dưa leo qua cho nó ăn cũng được, dưa leo nó ăn cũng được. Dưa leo mình nghĩ là các bạn sẽ dễ tìm, ở chợ nào cũng có, các bạn bào dưa leo mịn ra. Còn chưa biết sâu về cái kỹ thuật nuôi chim con nữa, các bạn hãy xem lại những cái video mình có hướng dẫn cái cách nuôi chim chích cồ con từ lúc nhỏ cho các bạn xem đó. Thì cái cách cho ăn thì các bạn cứ đổ vô cái mâm hoặc lá khay như thế nào đó cho nó mổ nó ăn, cỡ 15 ngày tuổi là nó tự mổ được rồi. Để cho nó một cái bình nước, nước sạch đó, có rượu tỏi hoặc là tỏi lên men thì càng tốt các bạn. Rồi, đó là cái cách mình chăn nuôi, cái cách mình nuôi chim chích cồ và những thức ăn và cách cho ăn của mình. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, hôm nay là đi thẳng vô cái vấn đề, cái nội dung của cái video hôm nay là tặng quà, tặng chim cho bà con và cho các bạn. Tặng cho các bạn 5 phần quà trị giá là 2 triệu đồng. Đó, 5 phần quà này gồm chung là 10 con chích cồ con, là mình chia ra làm 5 phần, mỗi phần trị giá là 400.000. Đó, khi bà con đã nhận được phần thưởng nha, là mỗi bạn là nhận một cặp chim chích cồ hoặc là một cặp chim la le, hoặc là các bạn nhận trứng ruồi lính đen. Các bạn nào muốn nuôi ruồi lính đen thì mình gửi trứng ruồi lính đen, cái phần quà tương đương với cái cặp chích cồ và trứng dế đó. Đó là 4 cái sản phẩm ở bên trại mà các bạn có thể nhận phần quà. Có thể là nếu mà bạn nào thích chích thì nhận chích, thích la le nhận la le, rồi muốn nuôi ruồi thì nhận trứng ruồi, còn nuôi dế này
thì nhận chứng dế. Vậy đi cho nó dễ hiểu. Rồi, không nói lòng vòng do nữa các bạn. Cái điều kiện để tham gia cái chương trình ngày hôm nay rất là dễ các bạn. Có 3 điều kiện để các bạn tham gia cái chương trình ngày hôm nay rất là dễ. Các bạn hãy nghe cho rõ và nghe cho kỹ để mình làm theo cho nó đúng. Cái thứ nhất, điều kiện thứ nhất là các bạn phải là cái thành viên của kênh YouTube Gốc Chăn Nuôi. Các bạn xem mình đã đăng ký kênh chưa và đã bật chuông thông báo chưa. Nếu bà con và các bạn nào chưa có đăng ký kênh YouTube Gốc Chăn Nuôi thì hãy bấm cái chữ đăng ký đỏ đỏ phía bên dưới và bấm vào cái chuông thông báo để tham gia chương trình ngay bây giờ. Đó là cái điều kiện thứ nhất, rất là dễ không các bạn? Chỉ cần đăng ký và bật thông báo thôi là thành viên của kênh YouTube là được. Cái điều kiện thứ hai là các bạn hãy chia sẻ cái bài viết này, có nghĩa là chia sẻ cái video này. Cái video là của tôi phát chứ không phải là cái hình ảnh tôi thông báo lúc hồi sáng các bạn nha. Các bạn hãy chia sẻ cái bài viết của tôi này, cái bài đăng cái video của tôi nè. Là về tường nhà của mình, có nghĩa là về Zalo hoặc là về Facebook, Instagram hoặc là những cái trang mạng khác, hoặc là những trong cái hội nhóm nào về chăn nuôi đó các bạn chia sẻ về. Sau khi các bạn chia sẻ về xong, cái điều kiện thứ ba nữa là các bạn phải chụp hình lại cái bài viết, cái chụp hình lại cái bài chia sẻ của các bạn đó, chụp hình lại cái bài chia sẻ của các bạn rồi gửi cái hình ảnh bài chia sẻ của các bạn đó là bạn đã chia sẻ rồi, là bạn đã chia sẻ rồi, để gửi qua Zalo cho tôi xác nhận là bạn đã chia sẻ rồi đó, qua gửi qua cái Zalo là số điện thoại là 0949394979 đó, Zalo Gốc Chăn Nuôi đó, các bạn cứ gửi vào đi. Cứ gửi vào là mình nhận được à. Do cái Zalo của mình nó đã đầy bạn rồi nên mình không có kết bạn được nữa. Các bạn cứ gửi tin nhắn vào là mình nhận được. Và lúc sáng tới giờ mình nhận rất là nhiều cái tin nhắn, nhận rất là nhiều cái cuộc điện thoại. Các bạn hỏi là tôi chia sẻ gì đúng không, tôi chia sẻ gì đúng không, mà sáng giờ là sai bét. Tại vì cái video tôi chưa phát mà các bạn chia sẻ cái gì. Phát cái video này nè, các bạn phải chia sẻ cái video này nè. Đó, nó mới đúng. Nói đúng chứ không phải là và có nhiều người thì không biết đường chia sẻ luôn. Chụp hình, cứ cái bài đăng của tôi lên là chụp hình. Rồi, tôi sẽ làm một cái video nhỏ hướng dẫn bà con, hướng dẫn các bạn chia sẻ và các bạn làm theo là được ha. Các bạn xem cái video hướng dẫn của tôi. Các bạn nào chưa biết cách chia sẻ thì các bạn xem cái video này, cái đoạn video này để biết cách chia sẻ về Zalo hoặc là về Facebook, hoặc về những cái hội nhóm phần mềm khác. Thì các bạn xem trên màn hình điện thoại là các bạn thấy cái chữ YouTube nè, thấy cái icon, cái logo của YouTube nè, các bạn bấm vô nó sẽ hiển thị lên trên. Rồi, tùm lum hết trơn. Nó sẽ hiển thị cái phần tìm kiếm nè, các bạn bấm vô cái dòng tìm kiếm nè, các bạn gõ chữ gốc chăn nuôi, ở đây mình có sẵn rồi. Đó, gốc chăn nuôi. Rồi, nó sẽ hiển thị lên cái kênh của mình là gốc chăn nuôi nè, các bạn thấy nè. Có cái hình logo con chích cồ đang đứng giang hái cánh rồi đó. Có hiển thị cái tên là gốc chăn nuôi nè, có hình tôi ở dưới nè, các bạn thấy không? Rồi, bấm vô. Rồi, các bạn tìm những cái video nào cũng được. Giống như cái video đi tìm tổ chim la le nè, đi tìm tổ chim la và cách thu hoạch trứng la le nè. Các bạn có thể bấm vô đây, có thể bấm vô đây. Đây, tắt quảng cáo cái. Rồi các bạn bấm vào cái chữ chia sẻ, cái dấu mũi tên này nè. Các bạn thấy cái chữ chia sẻ không? Bấm vào cái chữ chia sẻ. Rồi, các bạn có thể là chia sẻ lên Facebook hoặc là chia sẻ lên những cái trang khác. Các bạn có thể là nhấp vô cái chữ sao chép được nè, sao chép đường dẫn nè. Bạn sao chép cái đường dẫn, đã sao chép. Các bạn quay lại cái Zalo. Các bạn có thể quay lại cái Zalo nè, Zalo hoặc là Facebook nè, Zalo. Bấm vô cái Zalo đi, giống như Zalo của tôi đi. Đây, các bạn có thể bấm vào cái Zalo, bấm vào cái nhật ký nè ha. Rồi, giống như cái bài đăng của mình thôi. Các bạn muốn, giống như các bạn muốn đăng ảnh, đăng gì đó, các bạn cứ sao dán vô. Rồi, ok, dán vô. Rồi ghi cái nội dung là cái gì, giống như là chương trình tặng chim của Gốc Chăn Nuôi gì đó, nhân dân chương trình tặng chim của Gốc Chăn Nuôi hôm nay gì đó, vui lắm các bạn vào đây đăng ký để nhận được phần quà gì đó, quăng 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 quăng, ghi gì thì thích ha, ABCD gì đó. Rồi bấm vô cái dấu mũi tên này để đăng lên.
Đây cái mũi tên này cho chữ A, A này các bạn ha, bấm vào cái dấu mũi tên này rồi là đăng lên là xong, vậy là chia sẻ đó các bạn. Còn ở trên Facebook cũng vậy thôi, giống như cái bài đăng mình đó. Ví dụ như các bạn muốn đăng cái hình hay cái gì đó thì nó cũng dễ rồi. Đăng lên giống như bình thường thôi, cái đó là chia sẻ. Rồi, ok các bạn ha. Vậy là được ha. Các bạn xem xong cái video rồi. Đó, các bạn biết chia sẻ chưa? Các bạn làm được ba cái điều kiện đó, thỏa mãn được ba cái điều kiện đó rồi thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất các bạn đừng có quên là các bạn phải chọn cái số. Các bạn phải chọn cái số may mắn. Chọn cho mình một con số may mắn từ 1 cho đến 90, như cái dãy số Loto này các bạn. Là bữa nay tôi áp dụng cái dãy số Loto cho các bạn xem. Mỗi khi thì tôi mỗi tháng trước thì tôi áp dụng theo cái kết quả xổ số kiến thiết của Đài Miền Nam. Ví dụ như ngày nào đó tôi muốn chơi cái chương trình thì tôi dựa theo cái kết quả xổ số kiến thiết đặc biệt của đài đó. Là do tình hình dịch bệnh là những công ty xổ số kiến thiết tạm thời không có hoạt động được nữa. Thì đến cái ngày công bố cái kết quả thì tôi sẽ bóc ngẫu nhiên một cái con số ở trong cái dãy số Loto này từ 1 cho đến 90. Nếu mà bạn nào may mắn trùng với cái con số mình bóc ra thì bạn đó sẽ nhận được cái phần quà. Và mình bóc 5 cái con số để chọn ra 5 bạn may mắn, 5 bạn may mắn nhất đó, thỏa ba cái điều kiện và phải trùng cái con số nữa mới nhận được cái phần quà của bạn. Tại vì các bạn thấy là khách hàng bên mình rất là đông nên mình không biết tặng ai và bỏ ai, nên mình phải bắt buộc mình phải làm một cái chương trình bốc số như vậy cho nó công bằng hơn. Các bạn lưu ý là cái số lô tô nó có từ 1 cho tới 90, 90 thôi nghe các bạn. Nó không có 91 hoặc là 99 gì đâu. Các bạn hãy nhớ bình luận là từ 1 cho tới 90 thôi. Và những bạn nào đã bình luận may mắn trùng với con số mình bóc ra thì mình sẽ trả lời trực tiếp trên cái bình luận đó luôn. Trả lời trực tiếp trên cái bình luận cho các bạn để lấy cái thông tin để mình gửi quà cho các bạn. Nếu mà các bạn sợ lộ số điện thoại thì các bạn cứ gọi qua Zalo mình, gửi qua Zalo cho mình cũng được luôn. Không sao hết, xác nhận, để mình xác nhận. Cái số đó là của các bạn ha. Và các bạn lưu ý là mình chỉ nhận những cái bình luận không có chỉnh sửa. Những cái bình luận mà các bạn đã chỉnh sửa rồi thì mình không có chấp nhận. Cái đó là không có đúng, không có đủ điều kiện để tham gia chương trình. Ví dụ như các bạn biết kết quả rồi, các bạn comment sửa lại cái bình luận đó thì không chính xác các bạn ha. Và chỉ một cái bình luận duy nhất thôi, chỉ một số duy nhất, mỗi người chỉ nhận một con số duy nhất thôi chứ không có từ 1 cho 90 luôn nha các bạn ha. Mấy cái chương trình lần trước tôi chơi là các bạn tôi thấy có một số bạn là comment từ con số 1 cho tới số 50, 90 gì đó, nguyên một dãy giống như là chơi số đề mà chỉ gọi là chơi dân lưới đánh số đề với các bạn, không phải nha. Các bạn chỉ chọn đúng một con số thôi, một con số duy nhất. Thí dụ như các bạn muốn chọn cho mình con số may mắn là số 1, số 2 gì đó, các bạn bình luận vô, các bạn ghi là số 1 rồi kèm thêm con chích cồ hoặc là con la len, vậy là mình hiểu rồi. Có cần số điện thoại thì càng tốt ha. Các bạn lưu ý là chỉ một bình luận duy nhất và không chỉnh sửa nha, không chỉnh sửa, không có chơi dân lưới nha. Không có chơi một người mà bình luận 5-7 cái tin nhắn vô tôi là tôi xóa bỏ hết nha. Những cái bình luận là không hợp lệ. Còn những ông nào mà sáng giờ điện cho tôi tại sao mà em bình luận mà nó không hiển thị lên, thì các bạn hãy xem lại những cái bình luận trước của mình. Những cái bình luận mà những cái bài đăng trước đó, các bạn có bình luận vào những cái từ cấm không? Những cái từ mà nói tục, chửi thề hoặc là những cái bình luận mà gọi là tiêu cực đó, hệ thống nó sẽ tự động nó loại rồi. Hệ thống nó sẽ tự động nó ẩn rồi. Nó có người mà lên mà hâm mà chửi mà hâm mà đòi chém đòi giết tôi gì đó, hệ thống nó tự động lượt ra hết rồi. Các bạn sẽ không thấy được cái bình luận đó đâu. Đó. Các bạn tốt nhất thì các bạn đừng có nên bình luận những cái bình luận mà nó tiêu cực như vậy. Tại vì cái hệ thống mình cài tự động là nó sẽ tự xóa và nó sẽ tự lượt ra các bạn. Tự lượt ra ha. Các bạn nó cũng thông cảm nha. Các bạn hãy bình luận cho nó tiêu cực, tích cực một chút, đừng có bình luận tiêu cực. Thì đó là xong việc, cái việc của các bạn là làm đúng ba cái điều kiện, rồi xong là chọn cho mình cái con số may mắn ha, rồi đáp ứng những cái điều kiện trên, thì cái việc còn lại là cái việc của mình.
Đến cái ngày công bố á, thì tôi sẽ phát trực tiếp luôn, tôi sẽ phát trực tiếp cái video công bố cái kết quả để cho nó minh bạch, để cho nó rõ ràng và minh bạch, cho công bằng với các bạn. Chứ tôi không có làm một cái video xong tôi phát lại, tôi phát trực tiếp lên mọi người đều xem hết. Và lúc đó tôi sẽ bóc ra 5 số và tôi chọn ra 5 bạn trùng với 5 con số đó may mắn nhất để tôi phát quà cho các bạn. Những phần quà là tôi đã nói với các bạn là 5, những phần quà mà tôi nói với các bạn là 5 cặp chích 10 con trị giá 2 triệu. Hoặc là các bạn có thể nhận trứng người đánh đen hoặc trứng dế gì đó các bạn muốn. Thì đó là các bạn đã may mắn dự đoán chính xác, dự đoán đúng cái phần quà may mắn. Và sẽ có một cái phần quà cho những bạn nào không may mắn. Sẽ có một cái ưu đãi đi, phải nói là phải có một cái ưu đãi cho những bạn không may mắn. Ở đây là mình mở ra là cho những bạn may mắn và những bạn không may mắn đều có lợi hết, đều được lợi hết các bạn. Đối với những bạn không may mắn là các bạn không may mắn đón trúng cái con số hoặc là không có duyên với mình hay như thế nào không nhận được phần quà, thì các bạn có thể mua con giống giá rẻ hơn. Đó, tôi sẽ giảm giá cho các bạn, tôi sẽ giảm giá, sẽ được ưu đãi cho các bạn trong cái thời gian từ ngày 15 cho tới ngày 18 tháng 9. Các bạn lưu ý là chỉ trong vòng 3 ngày này thôi nha. Trong vòng 15 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021. Thì mình sẽ giảm trực tiếp trên cái đơn hàng của các bạn mua. Thí dụ như các bạn mua một cặp 500 thì tôi giảm lại còn 400. Mua một cặp 400 thì tôi giảm lại còn 300. Mua 300 thì tôi giảm lại còn 200. Như vậy giảm trực tiếp mỗi cặp 100 ngàn trực tiếp trên cái đơn hàng của các bạn. Và các bạn giá các bạn hãy xem dưới phần mô tả, các bạn coi các bạn nuôi được cái cỡ nào, cái cỡ nào mà các bạn tự tin các bạn nuôi sống thì các bạn cứ comment cho mình hoặc gọi điện cho mình, tôi muốn mua cái loại đó, cái cặp đó. Và trong cái chương trình khuyến mãi của anh, trong cái chương trình giảm giá của anh gì đó, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 là tôi sẽ giảm cho mỗi một cặp như vậy là 100 ngàn. Các bạn lưu ý tôi chỉ dành cho những bạn tri ân khách hàng, là những khách lẻ, những cái bạn giao lưu cùng kênh YouTube thôi, quan tâm với kênh YouTube thôi. Còn mấy ông mà đã lấy sỉ hàng của tôi thì mấy ông đã có giá sỉ rồi, không có áp dụng cho mấy ông được đâu nha. Mấy ông lưu ý, mỗi một cặp mà tôi giảm cho mấy ông 100 ngàn nữa chắc tôi bể nợ tôi chết luôn á. Tôi để cho mấy ông giá sỉ rồi, mấy ông không được vô đây, mấy ông mua hàng trăm con rồi kia tôi giảm là không được đâu nha. Các bạn lưu ý nha. Mấy ông giá sỉ thì đã có giá sỉ cho mấy ông rồi, mấy ông đừng có comment vô đây, mấy ông có vô cũng được thôi, nhưng mà mua ít nhất là 10 con thôi, mua nhiều quá tôi không bán nha. Đơn hàng ít nhất là 10 con thôi, nhiều nhất là 10 con thôi, chứ mua hơn 10 con là tôi không bán, tại vì mấy ông đã có giá sỉ rồi. Thì đó là cái thể lệ, đó là cái chương trình để mình tham gia, để mình tri ân khách hàng. Các bạn quan tâm thì các bạn ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách là đăng ký từ bây giờ và bấm vào cái chuông để nhận được cái thông báo mới nhất, giống như những cái chương trình tặng chim như thế này, để các bạn nhận sớm nhất, nhận cái thông báo sớm nhất, và các bạn là cái người chơi nhanh nhất, các bạn có cơ hội nhận được nhiều cái phần quà hơn đó. Nếu mà xe cộ nó thông thương, nó ổn định lại thì mình sẽ làm hàng tháng tặng chim, mỗi một tháng mình làm một cái chương trình gì đó. Nếu mà các bạn ủng hộ được, bạn bấm cho mình một like, cho mình một like và cho mình một cái chia sẻ. Rồi, xin chào các bạn và xin chào bà con.